Những tội ác chấn động mang tên quỷ Satan. Cái ác cũng cổ xưa và song hành cùng nhân loại chúng ta. Từ ngàn xưa, quỷ vương xuất hiện trong các truyền thuyết như một biểu tượng gieo rắc mọi sự xấu xa, tà bạo trên trần gian và cám dỗ những linh hồn tội lỗi. Trong thế giới hiện đại, ma quỷ vẫn tiếp tục sống mãnh liệt cùng sự xuất hiện bao tội ác mới gây chấn động xã hội với những kẻ sát nhân tự nhận là tín đồ của quỷ Satan. Ngày 24 tháng 10 năm 2018, nước Mỹ lại rung động khi cảnh sát trưởng John Hale ở quận Patton, bang Florida phát biểu trong cuộc họp báo: "Chúng muốn giết chết ít nhất 15 trẻ em và đang chờ đợi trong nhà vệ sinh để có cơ hội ra tay giết hại những đứa trẻ nhỏ hơn mà chúng có thể chế ngự được." Tin tức về hai nữ sinh trường trung học bà thụ âm mưu sát hại bạn học đã nhắc nhở nước Mỹ về một thời kỳ đen tối, khi nỗi sợ ma quỷ, những kẻ cuồng tín vẫn ẩn nấp trong trái tim mọi người về sự hồi sinh chủ nghĩa sùng bái Satan. Ngăn chặn tội ác nhờ cuộc gọi Robocat. Quận Patton nằm ngay trung tâm của tiểu bang Florida, phía nam là quận Lakeland, nơi tập trung khá nhiều nhà thờ cũng như có rất nhiều người công giáo. Tất cả dân cư tại đây đều bị chấn động bởi kế hoạch giết người của hai tín đồ Satan giáo đang ở độ tuổi thiếu niên. Hai nữ sinh 11 và 12 tuổi đã bị bắt trong một âm mưu giết bạn học. Cảnh sát đã thu giữ tang vật gồm một số lưỡi dao, một con dao chặt thịt, một con dao gọt trái cây, một máy cắt bánh pizza và một chiếc cốc mà chúng khai sẽ dùng để uống máu các nạn nhân khi làm nghi lễ nhập hồn. Vụ việc may mắn ngăn chặn kịp thời khi một trong hai nghi phạm buột miệng cảnh báo với một học sinh khác hãy tránh xa trường học vì một điều tồi tệ sắp xảy ra. Khi ứng dụng Robocat được thực hiện tự động từ máy tính cung cấp những thông điệp được soạn sẵn, từ trường học gọi về của một trong hai nữ sinh thông báo học sinh vắng mặt trong lớp vào buổi sáng. Cảnh sát và ban giám hiệu nhà trường đã tìm thấy hai nữ sinh đang ẩn nấp trong nhà vệ sinh. Tại nhà của một trong hai cô bé, cảnh sát đã tìm thấy một bản viết tay có cụm từ giết chết trong nhà vệ sinh. Ngoài ra, các cuộc trò chuyện bằng tin nhắn trên điện thoại di động của hai nữ sinh cũng tiết lộ sự thật kinh hoàng. Chúng ta sẽ để lại các bộ phận của chúng ở cổng ra vào trường và sau đó sẽ tự sát. Theo cảnh sát, hai đối tượng này có kế hoạch trốn trong phòng vệ sinh để chờ các học sinh nhỏ hơn đi vào mới ra tay. Chúng dự định cắt cổ họng nạn nhân, cắt nhỏ cơ thể, ăn thịt và uống máu họ. Với âm mưu này, cả hai hy vọng sau khi chết sẽ được xuống địa ngục để gặp quỷ Satan. Tin nhắn cuối cùng giữa hai cô bé là đoạn chat: "Hôm nay là bài học về sức khỏe. Cảm ơn Satan vì chúng ta đang làm điều này." Phát biểu chưa báo giới, cảnh sát trưởng Johan nói: "Đêm qua, khi tôi ngồi xem quá trình lấy lời khai của chúng, tôi tin rằng đây không phải là trò đùa. Cảnh sát quận Patton đã mở cuộc điều tra để đồng bắt thẩm phạm, những kẻ đã xúi dục hai nữ sinh lạc lối vào con đường ma quỷ thờ phụng Satan. Sự việc này dóng lên một thực trạng đáng báo động về sự gia tăng chủ nghĩa tôn thờ quỷ Satan đang hồi sinh tại Mỹ. Nhiều thảm kịch đã xảy ra do sự bệnh hoạn trong tâm hồn của con người thời hiện đại, lấy tội ác làm khoái cảm, và nguy hiểm hơn là giới trẻ đang theo xu hướng cuồng vọng này. Sự việc xảy ra tại Patton vừa qua nhắc nhở người Mỹ về những thảm án rùng rợn xảy ra trong quá khứ liên quan tới những tín đồ Satan giáo." Sát nhân của bóng đêm. Vào đêm hè oi bức ngày 28 tháng 6 năm 1984, bà Jennifer Vickau, 79 tuổi, mở cửa sổ căn hộ ở Galaxy Park, Los Angeles, Mỹ, với hy vọng có thể xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. Đúng lúc ấy, một bóng đen bất ngờ xuất hiện nhảy qua cửa sổ và nhẹ nhàng tiến đến bà lão xấu số. Mấy tiếng sau, thi thể của bà được người con trai sống ở căn hộ phía trên phát hiện. Những ai có mặt tại hiện trường đều bị ám ảnh bởi sự tàn độc của hung thủ. Thi thể nạn nhân bị đâm nhiều nhát và cổ họng bị cắt đến mức gần như rời ra. Khám nghiệm pháp y còn cho thấy có dấu hiệu tấn công tình dục. Vụ việc khiến nước Mỹ rúng động
và tin rằng kẻ giết người ngang với quỷ dữ. Từ tháng 6 năm 1984 đến tháng 8 năm 1985, liên tiếp 13 án mạng xảy ra tại Los Angeles và San Francisco khiến cảnh sát Mỹ đau đầu bởi tính chất rùng rợn và tàn bạo của nó. Tất cả các nạn nhân đều bị kẻ giấu mặt tước đoạt mạng sống theo cùng một phương thức, khiến tờ Los Angeles đặc biệt dành cho hung thủ là sát nhân của bóng đêm, bởi hắn luôn là hành động trong đêm. Các vụ đột nhập vào nhà hay hạ thủ nạn nhân bên ngoài đều được kẻ sát nhân tính toán kỹ lưỡng. Điều lạ là hắn dường như thách thức cảnh sát khi cố tình để lại ký hiệu trên tường nhà, sàn nhà hoặc trên thi thể nạn nhân. Ký hiệu đó là hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng của quỷ Satan. Nạn nhân của hắn đa dạng về tuổi tác, sắc tộc, bất kể là đàn ông hay đàn bà, trẻ em hay người lớn đang sinh sống trong thành phố đều cảm thấy bất an vì hắn không chừa một ai. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm được một chiếc mũ lưỡi chai có dòng chữ ACDC, tên ban nhạc rock nổi tiếng thời ấy, sở hữu nhiều bài hát có tính kích động bạo lực, cổ suý sử dụng ma túy và tình dục. Ngoài ra, cảnh sát còn thu thập được những dấu vân tay trùng nhau, những vỏ đạn cùng cỡ 22 ly, dấu giày cũng kiểu Reebok số 11 và thậm chí cả cách đột nhập qua cửa sổ cũng tương tự nhau. Miêu tả của các nạn nhân may mắn sống sót cũng trùng khớp về một người đàn ông tóc đen, trán cao, khuôn mặt gầy gò, môi dày, cầm vuông và luôn mặc đồ đen. Ngoài ký hiệu của quỷ Satan để lại trên hiện trường, những nạn nhân sống sót kể lại rằng kẻ giết người còn bắt họ phải nói những câu như "Ta đã hứa với quỷ Satan" hay "Ta tôn thờ Satan". Tất cả những tình tiết này đã giúp các nhà điều tra tập trung vào các giáo phái tôn thờ quỷ Satan. Họ đã phát hiện một điều khác thường tại đền thờ của một giáo phái ở phía đông Los Angeles. Khi xung quanh khu vực sân chơi Tetris có vết giày Reebok số 11, cả Los Angeles trần gặp tờ rơi chân dung phác họa của kẻ giết người và cư dân thành phố luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng kẻ sát nhân dường như rất tỉnh táo. Nếu không tiếp tục gây đổ máu ở Los Angeles được, thì hắn vẫn có thể gây kinh hoàng ở một nơi nào khác. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 1985, một chiếc Pontiac Grand Prix đời 1978 màu nâu đỏ phủ đầy bụi tách ra khỏi đường cao tốc 80. Đêm đó, nó dừng bánh tại vùng ngoại vi Lac Mercy, San Francisco. Sát nhân của bóng đêm ra khỏi xe, vung vẩy khẩu 22 ly tiến về phía ngôi nhà 2 tầng của cặp vợ chồng già người Hoa. Sáng hôm sau, người con trai khi đến thăm cha mẹ đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Người cha nằm chết trên giường với viên đạn găm ở đầu. Người mẹ may mắn sống sót nhưng bị thương rất nặng. Bức tường của phòng ngủ của hai ông bà đầy những ký hiệu sao năm cánh được vẽ bằng son môi, cùng những lời chửi thề tục tĩu và các thông điệp kỳ quái. Cửa sổ bị mở tung và phía ngoài các nhà điều tra phát hiện thấy có dấu giày Reebok cỡ 11. Cảnh sát được nhận tin cấp báo về một kẻ lạ mặt kỳ trọ ở số 56 phố Mason trong thời gian xảy ra vụ án mạng. Alex Merico, chủ nhà trọ, đã mô tả một người đàn ông mặc bộ quần áo đen đã thanh toán tiền thuê nhà và ra đi buổi chiều ngày xảy ra án mạng. Điều đặc biệt là cửa căn phòng anh ta thuê có hình vẽ ngôi sao năm cánh. Không nghi ngờ gì nữa, các vụ án mạng đều có đặc điểm gần giống với cách gây án của gã thờ quỷ Satan. 4 tháng sau, rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 1985, đôi vợ chồng William Khan và Renata Hunter đang yên giấc tại nhà thì một bóng đen cao lớn đột nhập vào phòng họ. Có người nhìn thấy một chiếc xe Toyota màu da cam ở khu vực Mission Viejo ngay trước khi xảy ra vụ án mạng. Hai ngày sau, chiếc xe đó được tìm thấy tại khu Rapid, Los Angeles. Dấu vân tay trên xe là của một người từng có tiền án về tội ăn cắp tên đà Ricardo Ramirez. Vòng vây được siết chặt, Ricardo Ramirez bị bắt tại quán số 879 trên đại lộ Turner, San Francisco. Từ đây, lý lịch kẻ khát máu đã hé lộ. Ricardo Ramirez sinh ra trong một gia đình nghèo đông con. Dù vậy, người mẹ luôn cố gắng nuôi dạy các con nên người. Bà đã dạy dỗ thành công 5 đứa con,
trừ đứa con trai út là Ricardo Ramirez. Từ nhỏ, khi người mẹ đã gửi cả 6 người con tới các nhà thờ để học Kinh Thánh Thiên Chúa, thì Ricardo Ramirez lại đi theo đường ngược lại. Hắn thường tới các thư viện tìm đọc sách về Satan và những thiên thần độc ác, và chính từ đây đã nuôi dưỡng mầm mống tội ác trong con người hắn. Khi trưởng thành, Ramirez có 3 niềm đam mê là võ thuật, ma túy và nghe nhạc rock. Thần tượng của hắn là ban nhạc Head Rock, Black Sabbath và Judas Priest, và các ngôi sao nhạc rock này đều sùng bái quỷ Satan từ cả trong ca từ lẫn ảnh bìa album nhạc. Có lẽ vì những thể loại nhạc cuồng dại đó mà hắn khám phá ra một niềm đam mê lớn hơn, tôn sùng quỷ Satan với những câu chuyện về các nghi lễ tế bí hiểm. Năm 1989, tại phòng xử án ở Nam California, hắn còn đe dọa cả quan tòa, hù dọa phóng viên bằng cách trưng ký hiệu sao 5 cánh xăm trong lòng bàn tay và nói: "Tôi vượt mọi ngưỡng tốt đẹp và xấu xa. Tôi sẽ được trả thù. Lucifer, quỷ Satan sống trong tất cả mọi người chính là vậy." Ricardo Ramirez bị kết án tử hình với các tội danh gây ra 13 vụ giết người, 11 vụ sát hại tình dục và 14 vụ trộm cắp. Năm ấy hắn 29 tuổi. Richard Ramirez, kẻ tôn thờ quỷ Satan, gây ra các vụ giết người, hiếp dâm hàng loạt, kẻ gây ra nỗi đau thể xác, tinh thần cho các nạn nhân theo vô số cách cuối cùng chưa kịp chờ đến ngày hành quyết, đã chết vì bệnh tật tại Bệnh viện Đa khoa Marin ở phía bắc San Francisco ngày 6 tháng 7 năm 2013. Tại sao chủ nghĩa Satan lại lôi cuốn giới trẻ? Theo thông tin từ cảnh sát Phần Lan, hầu hết các tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy, bạo lực đều là những người trẻ. Nhiều trường hợp là những tân binh từ 10 đến 15 tuổi và tất cả đều thờ phụng quỷ Satan. Tôi tin vào cuộc sống đầy đủ vật chất nhất, một thiếu niên thành viên của hội sùng bái Satan chia sẻ. Tất cả những điều mà mọi người nói là ác thì lại khiến tôi hạnh phúc. Tội lỗi mang lại cho tôi sự hài lòng về cảm xúc, thể chất và tinh thần. Về cơ bản, chủ nghĩa Satan hứa hẹn rằng bạn sẽ nhận được rất nhiều và cho đi rất ít. Thuyết này chủ trương đào phá mọi sự nhàm chán, mọi ràng buộc của kỷ luật gia đình và xã hội, cổ vũ tự do cá nhân, đặc biệt trong lĩnh vực lạc thú thể xác. Vì vậy giới trẻ thích thú theo thuyết thờ Satan và thậm chí sẵn sàng tự tử, vì họ tin rằng sẽ được siêu thoát và thăng tiến trong kiếp khác với địa vị cai trị. Trong cuốn sách gọi là Kinh Thánh của quỷ Satan, Anton LaVey, cha đẻ của hội thờ phục Satan đã viết: "Khi bạn phục sự cho Satan, bạn sẽ trở nên bất diệt. Kiếp sau, bạn sẽ cai trị thế gian này và chinh phục được mọi người." Nhiều nước trên thế giới đang phải đương đầu với các tín đồ sùng bái quỷ Satan. Cảnh sát Ý đang vật lộn với làn sóng gia tăng tội phạm liên quan đến việc thờ phụng ma quỷ liên tiếp xảy ra những năm gần đây. Nhiều linh mục của Vatican bất đắc dĩ trở thành đội bảo vệ Squadra Anti-Satan sau khi giáo hội quan ngại về việc nhiều nhà thờ bị những kẻ sùng bái Satan phá hoại. Một trong những chuyên gia hàng đầu của Vatican về thuyết ma quỷ Satan là Don Retter Benzi đã phối hợp cùng cảnh sát để ngăn chặn xu hướng nguy hiểm này. Ông chia sẻ với tờ Sunday Telegraph rằng sự tò mò của giới trẻ khiến họ đặc biệt bị thu hút bởi sự huyền bí đen tối. Thích thú sử dụng các loại thuốc kích thích nên rất dễ bị những thế lực hắc ám tác động và thao túng. Cảnh sát trưởng Gianni Gennaro cho biết có ít nhất 8.000 giáo phái Satan trên khắp nước Ý với hơn 600.000 thành viên, và con số này vẫn đang tăng lên. Ở Pháp có 40.000 phù thủy với 500 pháp sư tà thuật đang hoạt động và làm ăn thịnh vượng với lợi tức lên đến 20 tỷ franc. Nam Phi, mảnh đất tín ngưỡng lâu đời, giờ cũng đang đối mặt với xu hướng giới trẻ cuồng mộ quỷ Satan. Trong cuốn Tiết lộ về ma quỷ, tác giả đồng thời là cảnh sát trưởng Nam Phi viết: Nam Phi bước vào một kỷ nguyên mới với nhiều vấn đề đang chờ đợi như độc dược, bệnh AIDS và ma quỷ hoành hành. Giờ đây, đất nước này đang phải đối mặt với chủ nghĩa Satan thâm nhập vào các trường trung học
và mê hoặc không ít học sinh thờ phụng ma quỷ. Tình hình nguy cấp đến mức các nhà tâm lý học, xã hội học, giáo viên, linh mục và cảnh sát đã phải vào cuộc để ngăn chặn xu hướng thanh thiếu niên thực hiện các nghi lễ ma quái rùng rợn. Khi các nhà chức trách phát hiện một số nhóm trẻ từ 11 đến 13 tuổi mổ giết động vật, tự cắt rạch lên thân thể mình và uống máu người bên ngoài trường học. Một đơn vị cảnh sát đã được điều tới trường trung học Taposit ở Michigan Plain, Nam Phi. Khi nhận được tin báo một nhóm khoảng 15 em học sinh lớp 8 và lớp 9 đang thực hiện các nghi lễ bạch hoạn trong công viên Van Zoetkip gần trường học. Để tránh bị phát hiện, bọn trẻ đã gặp nhau tại công viên này vào các ngày thứ tư, thứ sáu để thực hiện nghi lễ tự cắt rạch lên thân thể mỗi lần từ 6 đến 8 vết. Ngoài ra, nhóm học sinh này kẻ viền mắt đen, sơn móng tay đen và mặc quần áo màu đen đến trường. Các giáo viên còn phát hiện một bức thư viết tay của một nữ sinh khi em này thổ lộ tình yêu với Satan, cũng như thú nhận việc thường xuyên lên thư viện để đọc sách và tìm hiểu trên mạng về quỷ Satan. Trong một khu rừng tại tiểu bang Alabama, Mỹ, nhiều người trẻ từ 14 đến 24 tuổi, đa số là da đen, tụ tập nhảy nhót theo nhạc hard rock, rock nặng, tay cầm cờ vẽ bằng máu thú vật. Satan giáo đã trở thành một giáo phái phát triển trên toàn cầu và có trụ sở đặt tại thành phố Oklahoma, Mỹ. Từ đây, những giáo lý ma quái như xúc tua tỏa xuống Nam Mỹ với các chi nhánh lớn tại Mexico, Brazil, Colombia và Argentina. Riêng tại Argentina, có khoảng 90.000 tín đồ Satan giáo, hầu hết là giới trẻ, và đáng lưu ý là giáo phái này đang ra sức lôi kéo con cái của những Kitô hữu. Các tín đồ Satan thường tìm đến các trường học để rủ dây học sinh bỏ nhà đi tham dự những cuộc khiêu vũ kiểu Satan trong những căn phòng đen tối, treo hình Satan quanh tường, dưới những buổi lễ ma quỷ do chính chúng bày ra, rồi làm những chuyện đổi bại. Sonny Westphaler, giám đốc mạng thông tin quốc gia Mỹ cho biết, có khoảng 30-40% học sinh trung học tham gia các nghi lễ ma quái. 70% tội phạm dưới 17 tuổi đang tham gia vào một hội kín thờ phụng quỷ Satan. Trong Kinh Thánh, quỷ Satan là một trong ba tộc lãnh thiên thần do Chúa tạo ra, có tên là Lucifer, nghĩa là ngôi sao mai ngời sáng, cùng với hai tổng thiên thần khác là Michael và Gabriel, giúp cho trời cai quản thiên giới. Lucifer không những có quyền lực lớn mà còn có dung mạo tuyệt đẹp, được Chúa rất tin tưởng. Điều đó khiến Lucifer dần trở nên kiêu ngạo và ngông cuồng, cảm thấy mình không thua kém Chúa Trời, dẫn tới đố kỵ với Ngài, thèm khát quyền lực tối thượng của Ngài. Ấp ủ tham vọng thoái vị, Lucifer rủ rê các thiên thần tạo phản, lật đổ Chúa và lạ thay. Còn đến 1/3 số thiên thần đi theo ông ta. Một cuộc chiến ác liệt, chính tà, đã diễn ra và kết cục là bị thiên thần sa ngã Lucifer, coi mình cao hơn Chúa đã thất bại, bị đem xuống 18 tầng địa ngục và trở thành chúa quỷ. Từ đó, Lucifer được gọi là Satan, có nghĩa là sự hủy diệt. Satan cũng được coi là kẻ đã hóa thân thành con rắn để quyến rũ Adam và Eva phản lại lời răn của Chúa. Theo tinhhoa.net, người thực hiện kết nguyện.